Cà nhà mình khá là sai quả, hôm nay mình sẽ thu hoạch cà để về muối với lại xào ăn nhá. Hái hết về vừa xào vừa muối, muối ăn dần. Nhà trồng được đằng nào nhà cũng trồng được. Úi giời ơi, trời đang chuẩn bị mưa rồi. Lại mưa. Quả to phết đấy. Úi giời, có quả to đùng này. Xài từ gốc lên đến ngọn. Ăn không hết. Mình lấy túi bóng và cái dây lịt để mà cho những quả ổi này vào trong túi bóng nhé, để tránh con ong vàng nó châm ấy, thì quả ổi sẽ được giòn và không bị ong đốt, thì sẽ để được lâu đến khi quả chín. Nếu không mà quả lớn là ong vàng châm rất là nhiều các bạn ạ. Thì nhà mình năm nay mới bới quả nên cũng không được nhiều. Mình có quả nào to to quả đậu rồi thì mình sẽ đi cho túi bóng vào. Cách làm thì cũng đơn giản thôi các bạn. Cho dây lịt vào trong túi bóng, sau đó là mình mở túi ra và cho quả ổi vào bên trong thân túi. Quả ổi sẽ được phát triển như bình thường và không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Ánh sáng này phơi qua túi bóng trắng này, quả ổi vẫn có thể nhận được ánh sáng ở bên trong và nó sẽ lớn dần theo thời gian. Đến khi nào thu hoạch mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Cành sai quá, sai quá. Ba quả. Thôi để lại hai quả thôi. Sai quá. Tiện đi. Đây, 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 đây. Mèo. Đây. Nhanh. Mèo. Mèo mèo. Mèo 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 mèo. Đây. Mèo. Hôm nay lười thế, còn không cả thèm ra đây nữa cơ. Đang liếm chân này. Nhìn thế thôi mà có cây cũng khá nhiều quả đấy các bạn. Ra rồi, ra đây rồi. Ra đây rồi. Em ơi, ra đây rồi hả? Đâu, nằm xuống. Nằm xuống xem nào. Ôi, quả mít nhà mình đã bị vỡ. Ui, bị vỡ từ bao giờ đây? Chưa chín. Mới bị vỡ thôi. Chưa gì đã bị nứt rồi. Quả có to mấy đâu ta. Đã bị vỡ nứt rồi. Xem. Quả này có bị làm sao đâu. Mỗi quả này bị nứt. Nứt một nửa. Đấy. Quả to thế. Trời lại sắp muốn mưa rồi đây.
tìm kiếm xe đạp đó. Đây, bên này là để xào, bên này là để muối. Xào thì thái mỏng hơn, muối thì thái dày hơn. Sau gần một tuần mình ra kiểm tra lại mít rồi. Chín chưa? Ôi, quả khác chín không phải quả này. Quả vỡ không chín mà quả ở dưới chín. Quả vỡ đây là không chín chứ đại. Quả ở dưới lại chín. Wow. Vỡ thì vẫn còn cứng đơ. Đây là mít dai nha các bạn. Mít dai giống ngày xưa ấy, cây khá to nhưng năm nay chỉ có 4-5 quả thôi à. Ui giời. Mít chín rồi, có mít để ăn rồi. Ây à, chú Nhân à? Đại ca đây còn chưa dám trèo uống chị được mày. Đâu rồi? Xem nào, lên thêm một tầng nữa. Ui, chín thơm quá, về bỏ thôi. Về, let go, về rồi. Quả này chắc được 7-8 cân đấy. Wow. Đầy nhựa đây này. Đầy nhựa thế thì. Ồ, là cái thằng em gắn nhằm phòng dịp cái thằng mà dùng nhựa in em vậy. Đầy nhựa rồi. Ừ, đấy, cái gì mà chủ ở ta xem đâu. Ui giời, cũng to phết đấy, không phải là bé đâu. Mít là chị ấy thỏ ạ. Mít của nhà mình cùng nhau. Mẹ ơi, tâm gì kìa? Hoặc là đi đường về thì ngã. Sợ sợ không? Cái gì cơ, cái gì nhà chén thì mình chỉ thầu cái gì mà thầu cùng lỗ.
trương đấy, ông Long xuống bảo dân đã gãy trương còn gì. 15 phải không? Ừ, 15 ấy. Có 15 mới xuống bảo má. Thôi đi về từ đấy là phải đưa đi chơi. Cái trẻ mình chỉ sự chơi chứ là đại dịch bệnh viện chiếu trục có bị khỏi không? Làm cũng như cọng, cọng cơ gọi là cọng cơ gọi là chúng cũng còn cái mỡ nó làm cho tiền còn tôi hy vọng đóng đi nhau tăng cao lòng nhớ vì thế mà lòng cho còn đóng đi nhau làm con tôi muốn đóng đi dùng nhiên chỉ có ông một phổ tôi đóng đi chờ người dùng dân tạ thế còn ai ăn còn không biết tạ thế ngồi nhìn chị trong nhà cứ không còn mà tôi muốn nhiều hồng tôi nhìn nhiều hồng tôi nhiều hồng tôi chắc cái như kiểu như hồng như nào mình hồng hồng không được vô lý. Ừ. Như con từ tuần trước nhiều cái nhớ còn ngã từ tuần trước rồi. Ừ. Như còn hồng ngã từ tuần trước mà như còn còn người theo dòng người nằm nghiêm tì còn theo nghĩa thật cô tại cái ảnh công xem phim no à không ăn à. Bóng trở về rồi còn ở đây mãi. Hôm qua về đây. Đúng chưa? Nó ngủ ở đây hôm về từ hôm đấy. Không, không ngủ được cái này. Nhà bà Mai cũng có mấy cây, có một cây mít Thái. Nhà bà Mai mít Thái cũng ngon luôn. Nó không ngọt lắm nhỉ? Mít Thái kiểu gì không ngọt lắm ấy. Cũng chẳng thơm đâu. Ừ, không thơm, mít này đi đến gốc cây đã thấy thơm à? Nè, được hai bát gốm đầy đấy, đấy là mọi người ăn bớt rồi đấy.